Sau sự việc bất ngờ xảy ra cuối tập trước, cả ba người trong cuộc đều có những cảm xúc riêng. Nguyệt Thiền thì vô cùng tức giận, hành động phi lễ đó không thể tha thứ được. Thanh Nghi lại thản nhiên, Thạch Hạo lại có suy nghĩ hai chiều, mới giây phút trước còn muốn đối mặt với Thanh Y, đến giây phút sau lại lưỡng lự. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy mãi mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đúng vào lúc này, Thái Âm Ngọc Thỏ và Đà Thần Thạch đi tới. Cô nàng muốn hỏi rõ Thạch Hạo đã làm gì Thanh Y mà bây giờ Thanh Y lại tránh mặt không xuất hiện. Thạch Hạo cấm thỏ nhỏ hỏi về chuyện đó. Dường như là Đà Thần Thạch đã nói gì đó với Thái Âm Ngọc Thỏ, nên cậu cũng ép cục đá phải khâu cái miệng lại, cấm được nói bừa và cấm đoán bừa. Cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Lần này lấy được hai món bảo vật hiếm có đến từ Nguyệt Thiền cũng rất có lời. Đà Thần Thạch vừa nghe nhắc đến tên của Nguyệt Thiền lại cười lớn khoái chí. Đúng vào lúc này, đám người Lam Nhất Trần đã chạy tới, bộ dạng bọn họ đều trọng thương. Kẻ địch là các thế lực khổng lồ, Thiên Quốc, Thần Miếu và Minh Thổ. Bọn chúng liên thủ với nhau, vì không tìm thấy Thạch Hậu nên đã tiến hành truy sát những ai có liên quan đến cậu. Đây phần nhiều là cái bẫy để dụ Thạch Hậu xuất hiện, nhưng cậu lại mặc kệ điều đó. Cậu lập tức đi tìm kẻ địch để tính sổ. Lần lượt đi qua các tòa thành dọn dẹp tàn dư kẻ địch, phá hủy luôn đạo thống của bọn chúng. Nếu bọn chúng đã dám đánh chú ý vào bằng hữu của cậu, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để bị diệt môn đi. Trong kim linh giới, cổ mông của thần miếu đang truy sát một con chim. Lúc trước Thạch Hạo đã làm thịt con mèo tiên phong của thần miếu, hôm nay hắn sẽ bắt con chim để bồi thường. Con chim này chính là bản thể của Tuyên Lâm. Dưới sự truy sát, Tuyên Lâm chỉ còn cách bỏ chạy, cổ mông giáng một đòn công kích khiến cô nàng trọng thương. Rất may là Thạch Hạo kịp lúc xuất hiện giải cứu, sau đó đưa mỹ nhân tóc trắng vào trong lò luyện đan tạm lánh. Cổ mông cũng muốn hỏi rõ lai lịch của kẻ đang ngăn cản. Thạch Hạo trực tiếp nói ra thân phận của mình, điều này đúng với ý đồ của hắn, không ngờ Hoang lại to gan đến vậy. Một mình dám xông vào thế giới này, không sợ các vương giả cổ đại đến chảm diệt hay sao? Thạch Hạo dằn mặt ngược lại, cho hắn biết rằng đây không phải lần đầu tiên cậu đã từng chém dụng vương giả cổ đại rồi. Đáp lại sự khiêu khích này, một lão già khác đã xuất hiện. Kẻ này chính là Hắc Ám Thần Tử. Lão đánh phù đầu bằng cách phóng ra một cỗ sức mạnh ăn mòn bao vây. Sau đó, cổ mông lại bồi thêm một đòn tấn công nữa. Thạch Hạo vừa phá hủy xong trường kích thì một tên khác đã lao đến đánh lén nhưng bị ngăn cản. Hắc Ám Thần Tử xông lên tấn công phủ đầu. Thạch Hạo ngăn cản rồi cầm chân ném ra xa. Được biết, bản thể của lão già này là một bộ xương đã tồn tại từ rất lâu. Gần đây mới thức tỉnh để tham gia chiến trường tiên cổ. Hóa ra Thạch Hạo đã có chuẩn bị trước khi đến, cậu tạo ra một phân thân. Người bạn nãy giao thủ với cổ mông chính là phân thân. Dùng phân thân để dụ kẻ địch xuất hiện, sau đó bản thể mới ra mặt đánh một trận. Kẻ địch cũng đồng dạng bày mưu tính kế chờ cậu xuất hiện là sẽ tiến hành đánh úp. Ai ngờ kế hoạch lúc này đã bị phá sản. Những người phê công có mặt ở đây đều là cường giả đã phê công ở chỗ 3.000 bậc thanh thạch. Lúc đó nam chính dùng kế suýt chút nữa đưa tiễn cả đám xuống đất mẹ làm bạn với Jun. Vừa tức giận vì bị trúng kế, lại thêm lời lẽ của Thạch Hậu trực tiếp sỉ nhục khiến Hắc Ám Thần Tử điên tiết. Lão ta sử dụng sa bảo vật là một cái đỉnh cổ xưa. Tiên khí ồ ạt tập trung vào trong đỉnh, sau đó cái đỉnh phóng ra luồng sức mạnh khủng khiếp. Thạch Hậu cũng đưa tiên khí của mình vào trong động thiên rồi ngăn cản. Đây là cuộc so tài xem tiên khí bên nào mạnh hơn, và đương nhiên phần thắng thuộc về nam chính. Chỉ cần một chiêu đã bón cho lão già đó một trận đòn, cổ mông chứng kiến trận so tài liền giật mình. Sức mạnh của Hoang vượt ngoài tưởng tượng của hắn rồi. Biết đánh không lại, hắn ta lập tức quay xe bỏ chạy, nhưng Thạch Hạo đâu có đồng ý. Cậu chặn đường tặng cho hắn vài đường kiếm cơ bản. Cổ mông cầu xin tha mạng. Câu đầu tiên nghe còn ló tai, nhưng đến câu thứ hai lại chuyển sang uy hiếp. Thạch Hạo chưa để cho hắn ta nói hết lời thì đã xuất kiếm tặng một vết vào cổ tiễn hắn đi gặp tổ tiên. Sau đó cậu lớn tiếng khiêu khích, còn ai muốn giao chiến thì cứ hiện thân cùng một lúc đi. Lời này quá ngông cuồng mà. Hắc Ám Thần tức giận, hôm nay nhất định sẽ không để tiểu tử chạy thoát. Thạch Hạo từ chối, cậu chưa biết chạy là gì, kẻ phải chạy chính là lão đó. Lão ta vẫn cứng đầu, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu tình thế. Tiểu tử chịu chết đi. Vừa nói Hắc Ám Tử Thần vừa cầm kiếm chém về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo dùng kiếm ngăn cản rồi tấn công ngược lại. Hai bên giao thủ vài chiêu không phân thắng bại. Vừa rồi chỉ là màn khởi động cho nóng người mà thôi, tiếp theo sẽ nghiêm túc hơn một chút. Cậu triệu hồi ra một con rồng tấn công trực diện. Lão ta ngăn cản được nhưng còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Thạch Hạo đã bất thình lình xuất hiện phía sau lưng rồi tặng thêm miễn phí một cú sút vào người. Quá phẫn nộ, lão ta lại thi triển bảo thuật trả đòn, nhưng bảo thuật còn chưa bay đến thì đã bị cậu đánh tan tác. Dù liên tục bị yếu thế thì tên này vẫn sống rất khỏe mạnh,
chỉ có thể nói rằng thân thể hắc ám tử thần quá mạnh mẽ. Để lấy lại thể diện, lão ta đành phải giải thích rằng do mình ngủ quá lâu, sau khi tỉnh dậy chỉ còn lại thân xác rách nát, nếu không thì làm sao một con sâu như cậu có thể múa may trước mặt lão được. Thạch hậu cũng mỉa mai đáp trả lại, hắc ám thần tử nghe vậy liền muốn chứng minh sức mạnh. Lão dùng tiên khí ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ. Thạch hậu thi triển ra côn bằng pháp, sức mạnh ngưng tụ vào nắm đấm rồi lao vút đến, đấm một cú vào bụng kẻ địch. Tưởng rằng đã đánh trúng điểm yếu rồi, ai ngờ lão già đó lại cố ý đánh lừa, vị trí đó không phải điểm yếu mà lại là điểm mạnh nhất. Ngay sau đó, hắc ám tử thần lại sử dụng ra bảo vật là một cái chuông khổng lồ. Thạch hậu thi triển chí tôn thuật, sức mạnh đều tăng lên gấp đôi. Nắm đấm của thạch hậu bay đến va chạm với chuông khổng lồ, cái chuông nhanh chóng bị đánh vỡ. Tiếp theo, thạch hậu rút kiếm xông lên chém liên tục, cơ thể lão già này có trận văn bảo vệ. Như vậy thì có làm sao, cậu sẽ phá trận văn trước rồi lấy mạng lão ta sau. Cậu ném ra thanh kiếm rồi lại bồi thêm một chiêu Như Lai thần trưởng. Thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể khiến lão ta bay ra ngoài. Thạch hậu đuổi theo bón thêm một trận đòn nữa. Nhận thấy thân xác sắp bị phá hủy, hắc ám tử thần vội bỏ chạy giữ mạng. Cổ thánh tử cuối cùng cũng hiện thần. Hắn ta ngừng tụ ra một thân ảnh khổng lồ trông vô cùng nguy hiểm. Hắn ta dám hiện thân đến đây, thạch hậu cũng không ngại chém dụng hắn luôn một thể. Hắc ám tử thần chạy về phía cổ thánh tử, thạch hậu đuổi theo truy sát. Thấy vậy, cổ thánh tử lập tức giơ tay giáng xuống một trường khổng lồ. Hành động truy đuổi của thạch hậu vô tình rơi vào trong cái bẫy. Bàn tay khổng lồ đã bay đến trước mặt rồi, không thể tránh né nên chỉ còn cách xông lên đánh trực diện. Cùng vào lúc đó, quái thai cổ đại của thiền quốc đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau đánh lén. Một người làm mồi cầu, người thứ hai tấn công trực diện, người thứ ba tiến hành ám sát bất ngờ. Màn phối hợp quá ăn ý, nếu là người khác bị vây công thì đã trúng kế ngã xuống rồi. Vậy mà thạch hậu lại chỉ bị một chút thương tích lên mặt. Dù phải đối mặt với cường giả của ba cổ giáo lớn thì nam chính vẫn không lo lắng. Như lời đã nói, đến kẻ nào thì cậu sẽ chém dụng kẻ đó. Hắc ám thần tử hiện thân và nói vài câu lấy lại danh dự. Ban nãy chỉ là dụ cậu vào bẫy mà thôi, tiện thể mượn tay cậu rèn luyện thể phách mà thôi. Thạch hậu yêu cầu đối phương dừng việc tông bốc mình lại. Chảm lão được một lần thì cũng có thể chảm thêm vô số lần. Lần này thạch hậu chủ động xông lên đánh phù đầu. Đối tượng đầu tiên bị nhắm tới là quái thai cổ đại của thiên quốc. Hai người còn lại vội bay đến hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp tiến lại gần thì đã bị hất văng ra ngoài. Đối tượng thứ hai bị nhắm đến là hắc ám thần tử. Cậu cầm kiếm chém thẳng vào cái đỉnh và đánh bay lão già. Quá hoảng sợ, hắc ám thần tử đành phải bỏ của lại để chạy giữ mạng. Thạch hậu thu đỉnh vào trong tay rồi không quên cảm ơn kẻ địch đã tặng đồ. Trong người còn có bảo bối nào khác thì lấy luôn ra đi. Quá tức giận, ba người bên kia lập tức xông lên. Trước khi biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nhé!